Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phóng sự Cộng đồng của Đài Truyền hình Việt Today. Kính thưa quý vị, vào cuối tuần qua có khá nhiều sự kiện diễn ra trong cộng đồng. Đầu tiên là buổi lễ huý nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo và gây quỹ dựng đài tưởng niệm Hoàng Sa do Hội Hải quân Bạch Đằng Bắc California tổ chức. Và buổi lễ tưởng niệm lần thứ 151. Bữa tiệc chúng tôi rất là chia làm hai phần. Phần đầu là lễ huý kỷ Đức Thánh Trần. Và phần thứ hai là gây quỹ cho tượng đài Hoàng Sa ở Westminster. Thì cái mục đích của làm lễ huý kỷ Đức Thánh Trần là thứ nhất á, là để tưởng niệm một vị anh hùng đã ba lần đánh quân riêng ra khỏi bờ cõi. Và thứ hai nữa là ôn lại những lịch sử oai hùng của tiền nhân của chúng ta đã cương quyết chống ngoại xâm để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Và thứ ba nữa là để cổ suý cũng như là hâm nóng lại lòng ái quốc trong công cuộc giành lại lãnh hải và lãnh thổ. Và phần thứ hai là gây quỹ cho tượng đài ở Hoàng Sa. Cũng như quý vị đã biết là năm 1974 Hoàng Sa đã đụng độ với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã đụng độ với Trung Cộng. Mặc dù Trung Cộng đã thất bại nặng nề nhưng họ vẫn giữ lại được Hoàng Sa của chúng ta. Thành ra chúng tôi muốn dựng lại cái tượng đài để nhắc nhở là thứ nhất là nêu cao cái tinh thần chống lại xâm lăng của Trung Cộng. Cái thứ nhì nữa là để cho thế hệ mai sau nhắc nhở họ rằng Hoàng Sa là của Việt Nam Cộng Hòa và Trung Cộng là kẻ xâm lược, và con cháu chúng ta phải làm sao phải nuôi trí để mà lấy lại lãnh hải và lãnh thổ đã mất trong tay của Trung Cộng. Đặc biệt năm nay chúng tôi nhận cho biết thêm, thì thật sự trong tương lai chúng ta sẽ còn nhiều tượng đài của Hoàng Sa xây dựng trên mọi nơi trên thế giới, nhưng mà ở Westminster thì họ đã là người đầu tiên khởi xướng do ông thị trưởng Westminster là ông Tạ Đức Trí và bà phó thị trưởng Kimberly Hồ, họ đứng ra đã đề nghị cái dự án này sau khi tham dự cái lễ Hoàng Sa đầu năm nay. Và trong tương lai chúng tôi sẽ còn nhiều xây dựng nhiều tượng đài lắm. Thì cái tượng đài đầu tiên, nhưng nhiều sao tượng đài đầu tiên cũng là tượng đài quan trọng nhất, tại vì đó là khởi thủy cho những cái dự với bầu chắc mai sau. Quan khách vừa thưởng thức những món ăn ngon, vừa thưởng thức những bài hát ca ngợi quê hương hay những bài tình ca. Buổi lễ huý nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo và gây quỹ để xây dựng tượng đài Hoàng Sa ở Westminster do Hội Hải quân Bạch Đằng Bắc Cali tổ chức. Lễ giỗ thứ 151 anh hùng Nguyễn Trung Trực. Vào trưa ngày Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua, tại hội trường Unified Event Center trên đường Story, thành phố San Jose, đông đảo đồng hương khắp nơi đã về tham dự lễ giỗ lần thứ 151 của anh hùng Nguyễn Trung Trực do Hội đồng Hương Kiên Giang Bắc California tổ chức. Hàng năm, ban tổ chức Hội đồng Hương Kiên Giang đều tổ chức ngày lễ giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực để đồng hương hải ngoại và đặc biệt là ở miền lục tỉnh có dịp tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc của vùng đất Kiên Giang. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với ông Trần Kim Quang, Hội trưởng Hội đồng Hương Kiên Giang Bắc Cali. Ông chia sẻ như sau. Theo thông lệ hàng năm, tới ngày 28 tháng 8 âm lịch hàng năm là Hội Ái hữu Kiên Giang miền Bắc sẽ tổ chức lễ tưởng niệm anh hùng Nguyễn Trung Trực. Năm nay vì nếu mà từng tới thì nó sang qua tháng 9 rồi, do đó chúng tôi sẽ tổ chức trước, hôm nay là ngày 24 tháng 8 âm lịch. Thì lễ tưởng niệm anh hùng Nguyễn Trung Trực là để tưởng nhớ anh hùng chống Pháp mà ông đã bị Pháp chém đầu ở tại Rạch Giá. Hàng năm Hội Ái hữu Kiên Giang miền Bắc Cali vẫn tổ chức lễ tưởng niệm của ông, năm nay là năm thứ 11, để bảo tồn văn hóa cũng như là cái lịch sử của Việt Nam tại hải ngoại. Cô Vân Hà, Phó Hội Ngoại vụ cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình. Thật sự những điều mà về ông Nguyễn Trung Trực thì anh Quang cũng đã nói rồi, cũng giống như mọi người cũng đã biết hết tất cả về cái tiểu sử của ông. Thì Vân Hà chỉ có là muốn kêu gọi tất cả người Việt cộng đồng của mình, cũng giống như là tất cả các anh chị em mà trong trẻ tuổi, hãy cố gắng tham gia mỗi năm, tại vì Hội Kiên Giang sẽ tổ chức mỗi năm một lần.
thì cố gắng tham gia để tìm hiểu thêm lịch sử của ông, lịch sử của Việt Nam mình, cũng như giống như là của ông Nguyễn Trung Trực, một người đã hy sinh chính mạng sống mình, gia đình mình để lo cho dân tộc Việt Nam. Thì cứ mỗi năm thì Vân Hà mong và hy vọng rằng cộng đồng của mình cũng tất cả các anh chị em trẻ cùng góp sức với Hội Kiên Giang để tổ chức cái ngày lễ kỷ niệm này. Vân Hà thành thật cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em. Mở đầu chương trình, ông Trần Kim Quang, trưởng ban tổ chức, tuyên bố bắt đầu lễ giỗ, giới thiệu tiểu sử anh hùng Nguyễn Trung Trực. Sau đó là phần hát quốc ca Hoa Kỳ, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo là một phút mặc niệm những anh hùng đã hy sinh trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Phần rước linh vị được cử hành long trọng, dẫn đầu là đoàn Lân Rồng do đoàn Lân Bửu Kim Tự phụ trách với phần đánh trống khua chiêng thật sôi nổi. Khi linh vị được đưa vào trong, tất cả quan khách tham dự đều đứng lên để tỏ lòng tôn kính trước linh vị anh hùng Nguyễn Trung Trực. Sau khi linh vị được yên vị trên bàn thờ, tất cả quý đồng hương tiến về bàn thờ để dâng hương. Tiếp theo là phần múa võ thuật do võ đường Nguyễn Trung Trực, môn phái Vô Phi Nam đảm trách. Các em võ sinh đã có những màn múa côn, múa kiếm được quý đồng hương hưởng ứng nhiệt tình. Trong buổi lễ, để phục vụ quý quan khách, ban tổ chức đã có phần văn nghệ thật đặc sắc. Ban tổ chức cũng đã chu đáo chuẩn bị phần ẩm thực thật phong phú với những món ăn đậm nét miền Tây. Quý quan khách đến tham dự vừa thưởng thức văn nghệ thật hay và cùng hàn huyên tâm sự. Buổi lễ giỗ tưởng niệm anh hùng Nguyễn Trung Trực do Hội đồng Hương Kiên Giang tổ chức kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Đêm bình yên nghe sóng biển dỗ.